Chào các bạn đi con. Chào các bạn. Rất vui Được gặp các bạn. Được gặp các bạn. Welcome to Chloe's Entertainment Channel. Yeah, hôm nay là tôi Marble. Marble Run. Rồi hôm nay con có cái món đồ chơi nào muốn giới thiệu các bạn đâu? This is a marble one so ever so big like this one. Ok, rồi cho các bạn coi cái đồ chơi của con nha. Wow. Đẹp quá, đầu marble run đúng không? Đây là cái món đồ chơi ngày hôm nay. Quá bự. Đây mọi người ơi, đây là món đồ chơi này ha, marble run Maxi, dành cho bé từ 6 đến 14 tuổi. Đây là hàng của Ý, made in Italy. Oh yeah. Đấy, cái bộ này nó sẽ có nhiều cái model. Thì cái model của cái bộ này là, đây, cái model của cái bộ này đây, 6588 là cái bộ bự nhất và phức tạp nhất luôn. Đây cái hình đây. Đây. Quá dữ. 213 piece là 213 phần á. Đúng không Chloe? Đúng. Ok rồi. Bây giờ để mẹ giới thiệu cho các bạn coi trong cái bộ này nó có cái gì nha. Rồi đây là cái giấy hướng dẫn ráp, lắp ráp của cái bộ này ha. Thì ở trong đây người ta có giới thiệu nhiều cái model lắm, tức là nhiều cái bộ lắm. Thì đây nó mỗi một cái bộ nó sẽ có cái mã số nào, ví dụ như này 6535 chẳng hạn, đi từ đơn giản đến phức tạp đó. Mọi người nhìn đi, như đây là cái bộ là 6580 nè, 6538 nè đó. Ráp mấy cái này rất là phức tạp đó. Đến đây là rồi phía sau đây nữa nè. Đây đó, các bạn thấy không đó, đây là cái bộ của mình nè, 6588 rất là phức tạp ha. Mình phải dựa vào cái giấy hướng dẫn này, ở đây nó sẽ có cái hướng dẫn nè đó, chẳng hạn như cái thanh nào là A B, thanh nào là C D, và mỗi một cái lỗ như vậy nè là nó tượng trưng cho cái lỗ của cái thanh marble, không của cái thanh mà mình ráp lại, còn cái marble là cái viên bi á. Thì marble ring á dịch theo kiểu bình dân đi ha. Tại vì nếu mà dịch hay hơn cũng không biết được dịch. Marble ring tức là những cái viên bi mà nó chạy ở trong cái mô hình đó đó. Thì mình phải ráp thành cái mô hình đó, xong rồi mình cho cái viên bi nó chạy xuống. Ok. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình mở ra mình ráp ha Chloe ha. Ok. Chưa Chloe, từ bình tĩnh. Để chút nữa mẹ ráp cho, cái này nó phức tạp lắm. Cho nên là mẹ phải giúp con, mẹ sẽ ráp cho con, ok? Nó không giống như mấy món đồ chơi kia ha. Mình phải có sự trợ giúp của người lớn ha, khi mà các bé nhỏ chơi. Rồi cái bộ này á là dành cho bé sơ sơ. Nhưng mà ráp đủ rồi. Ráp đủ rồi hả? Ok. Bắt đầu thôi. Rồi đây là cái toàn bộ những cái 213 phần nhưng mà của cái bộ marble ring nè các bạn. Cho các bạn nhìn cho rõ hơn nha. Đây. Đó. Nó phần xếp ra bàn để mình nhìn cho nó rõ. Thì mình xếp sẵn này để hồi mình ráp cho nó dễ nha. Đây, nhìn gần hơn. Đó, nó vậy đó. Nó nhiều vậy đó. Rồi bây giờ trước khi mình ráp thì mình cần phải chú ý những cái này nha mọi người. Đây thì mấy cái này á, cái đầu tiên là cái này, thì cái này là cái riêng ha. Ở trong cái bộ này nó sẽ có những cái cục như thế này nè, nó riêng. Thì đối với những cái màu cam như vậy thì nó sẽ có hai đầu, một cái lỗ bên đây với một cái nó không có cái lỗ nè, để viên bi á nó chạy xuống đây, nó chạy nó lọt xuống đây đó. Thì cái này gắn như cái này để chi, để hồi mình mới nối nó lại được ha. Ok. Thì đây là cái thứ nhất. Và cái này mình cần phải chú ý là trong cái giấy hướng dẫn á, người ta cũng có hướng dẫn cho mình là cái chỗ nào, cái đầu nào mình phải ráp là cái đầu lỗ, và cái đầu nào là phải ráp cái đầu này ha.
Ok. Đây để thử cho mọi người coi. Đây nè. Ví dụ như cái thanh đây. Cái thanh này nè, là cái thanh màu cam nè, CD nè, đó. Thì cái tô màu, cái tô màu như vậy nè, đó, thì sẽ là cái lỗ. Còn cái đầu nào mà không có tô màu thì là không phải, không có cái lỗ ha. Mình phải ráp theo đúng cái thứ tự thì cái viên bi một hồi chạy nó mới smooth được ha. Tức là bỏ vô nó mới chạy chứ nó không có bị đứng lại đó. Nó, tại vì nếu mà mình ráp sai thì bi nó sẽ không có chạy được smoothly ha. I've got it. Không có chạy trơn tru á. Rồi, đây là cái thứ nhất mình cần phải chú ý ha. Rồi, cái thứ hai, cái những cái thanh thẳng như thế này là mình phải chú ý nè. Ví dụ tiếp theo nữa nè. Đây, cái thanh màu tím nó cũng giống như cái thanh màu cam, thì nó cũng có hai đầu, một cái lỗ, một cái hông nè, thấy không? Thì đầu, mấy những cái thanh thẳng này là mình cần phải gắn mấy cái này vô hết ha. Đây, để mà mình nối kết được chứ không có gì. Đây, đó. Rồi tương tự cái mình sẽ có những cái thanh dòng cung như vậy, thì những cái này mình cũng phải nối vô. Đây. Đây, cái bộ này hơi khó cho nên là phải giới thiệu nhiều nha mọi người. Đây, cái này thì mình không có lo là nó sẽ ngược đầu, tại vì cái thanh cung, cái dòng cung này mà mình ráp theo cái hình này á, mà nó bị ngược đầu mình biết liền, tại vì khi mà mình lật ngược nó lại thì nó sẽ không đúng đó. Thì cái dòng cung này mình không có lo bị ngược đầu, riêng những cái thanh thẳng như màu cam với màu tím á, là mình phải lo ngược đầu ha, ngược cái lỗ á, chứ không có gì á. Đó, như thế này mà mình lắp sai thì nó sẽ là như vậy, đâu có quay qua quay lại được đâu đó. Thì những cái viên bi nó sẽ chạy trên đây. Đây là cái rãnh nè để cho viên bi nó chạy trên đây ha. Rồi, cái đây là cái hai cái nó cũng rời nhau, thì đây mình ráp vô. Đó, rồi. Đây là những cái chân. Thì trong cái bộ này có hai cái này là hai cái nó không giống với những cái cục khác. Ví dụ những cái cục mà tròn tròn mà trắng trắng trong hồi nãy đó, thì nó sẽ có cái rãnh này để mà mình lắp vô trong những cái thanh màu cam hay là màu xanh, màu tím gì đó. Còn riêng hai cái cục này, riêng hai cái cục này thì nó sẽ không có cái rãnh. Thì một chút nó sẽ cho mọi người coi tại sao nó không có rãnh. Nó sẽ ráp ở đâu dưới đây là dưới cái quặng á, để mà cho viên bi á nó chạy lọt xuống đây, nó không có bị lọt ra ngoài. Riêng trong cái bộ này sẽ có hai cái cục như vậy nha. Rồi, đó là những cái cần chú ý. Rồi ngoài ra còn có cái nào cần chú ý nữa không ta? Rồi, đây, những cái quặng như thế này thì nó cũng cần những cái miếng cái cục trong trong như thế này ha, để mà mình gắn vô để mà mình nối kết nó mới được. Phải có những cái này nha. Đó, hai đầu luôn đó. Rồi, đó là phần giới thiệu trước khi mà mình bắt đầu mình lắp ráp, là những cái mình cần phải chú ý ha. Rồi thôi, bây giờ bắt đầu mình ráp đi ha. Ok. Rồi, đầu tiên là cái này. Đây. Rồi đến cái thanh màu tím thì để cho nhanh thì cũng đã ráp sẵn những cái thanh nhựa này vô vậy rồi, để cho nó nhanh thôi. Thì giờ đầu tiên ví dụ như cái thanh này, cái hình nè, ở đây thì mình đâu biết cái đầu nào là cái đầu lỗ đúng không? Với là cái đầu nào là không phải là cái đầu lỗ, tại vì để gì cũng được, mà về gắn gì cũng được, nhưng mà thực ra không được ha. Tại vì mình không gắn đúng thì mình sẽ bị cái banh nó không có xuống ngay cái chỗ này ha. Và để cho banh nó chạy xuống thì mình sẽ coi theo cái hướng dẫn, mình sẽ coi theo hướng dẫn theo cái hình ở trên cái hộp này cũng được. Nhưng mà coi trên cái hộp này là mình chỉ có một cái nhìn tổng thể mình ráp như thế nào thôi, chứ còn mình sẽ không có biết được là cái thanh này, cái lỗ nó nằm bên đây hay là nó nằm bên đây. Đó, cho nên mình phải coi thêm cái giấy hướng dẫn. Ok. Đây, giấy hướng dẫn bây giờ. Giờ đầu tiên là cái đây. Đó, bây giờ cái này, ở đây cái H, cái G nè, cái thanh đầu tiên là cái thanh màu tím nè, H1, G1. Thì H là lỗ hay là G là lỗ đây? Thì mình phải coi quanh đây. H, G đây. H là có cái lỗ ha, cái đầu mà có cái chữ H là có cái lỗ. Thì đây để làm thử cho một cái cho mọi người coi ha. Oh yeah. H là cái lỗ. Tức là cái thanh màu tím này, cái lỗ nó sẽ xoay qua đây. Rồi. Đây. Nè, cái lỗ xoay qua đây ha. Bên đây là cái phần bích ha. Rồi, gắn theo đây. Đó. Thấy chưa? Chứ còn mình gắn ngược lại á là sai nha, là viên bi nó không có lọt xuống đây được nè. Viên bi nó sẽ không có lọt xuống đây được nha. Rồi, nó chạy ra đây. Đó. Thì bây giờ cái cách mà ráp cái bộ này á, thì mọi người giờ ha, phương đầu tiên Phương sẽ, cái ý tưởng là Phương sẽ ráp cái những cái chân giống như mình xây nhà, mình xây từ cái móng lên, nguyên một tầng lên luôn, từ cái những cái
cái trụ như thế này luôn. Nên mình lên thì mình lên hết từng từng từng. Chứ còn mình ráp từng phần riêng cái này trước rồi đến cái thanh này trước rồi mới đến cái thanh bên đây là rất là khó ha. Tại vì mỗi một cái phần như vậy nó có những cái nối kết nè, qua một cái tầng, qua một cái trụ khác nữa nè. Đây, nó nối kết qua cái trụ khác như vậy. Còn cái này nó lại bắt qua, cho nên nó phức tạp lắm ha. Cho nên là theo ý Phương thì mình nên ráp cái phần giống như mình xây nhà vậy đó, mình làm từng tầng từng tầng từng tầng từng lên ha. Ok. Ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi. Bây giờ đến cái này thì đến cái cục thứ hai. Đây. Cái trụ này ha.
đây, mình đã ráp xong rồi đây. Đó, hoành tráng chưa? Quá hoành tráng. Ồ. Quá hoành tráng mọi người ơi. Quá đẹp. Rất là phức tạp nha. Đó. Chút nữa Chloe sẽ chơi cho mọi người xem. Đây, đây là coi như là sau khi mình ráp xong thì nó sẽ có cái hình như vậy. Đi từng ngóc ngách của cái mô bộ rim này nha. Rồi bây giờ Chloe bắt đầu cho mấy bạn chơi. Ô, trên tay con cầm gì á? Trên tay con cầm gì á? Mơ bộ hả? Đúng không? Là mấy cái viên bi đúng không? Đúng rồi, là mình chơi cái này phải không? Rồi đâu con chơi làm sao đâu? Đâu cho mấy bạn coi coi. Wow. Nó không có bị hư đâu. Đâu? À, con bóp cái đó được. Oh, wow. Ê! Bị dướng cái gì vậy? Wow. Nó chạy đâu rồi? Wow, nó chạy đâu rồi? Anh kia chạy đâu rồi? Con bỏ thêm vô. Con bỏ thêm vô, bỏ đâu chỗ nào nữa đâu? Con bỏ nhiều vô, bỏ thử nhiều viên bi vô thử coi. Bỏ chỗ nào nữa? Không, cái này con phải bỏ ở trong cái trên, giống như hồi nãy con bỏ thử coi, trên kia đó nhiều chỗ đó. À, mẹ bị lọt ở đây nữa. À, gì ấy, bị gì đâu? À, bỏ nhiều vô để hồi cà ấy cho nó luôn, đi luôn một lần á. Ok. I need one more. Ok. Trời, làm thêm dưới nữa. Được chưa? Ok. Miệt mài bỏ bi. Wow. Bỏ hay bỏ đại đi, làm gì cẩn thận dữ vậy. Được chưa, đủ chưa? Qua bên kia nữa. Rồi. Con bỏ gì đó bỏ đi. Oh man. Ủa, cái mô bồ này không có chạy được mà khối cùng thấy đó. Rồi, muốn gì cũng được thôi. Chạy được chứ sao chạy được, bên hối gì đâu không hết trời. Hết chưa? Hết chưa? Thôi đủ rồi đó. Thôi cho nó xuống đi để nó rọt đi á.
Cho nó xuống đi con. Cho Bi xuống đi. Ok. Nó bị kẹt ở đây rồi hả? Lấy cái tay đẩy lên đi. Không, không phải. Đó, đúng rồi. Nó chạy ở đây đúng không? Đó. Rồi, bên đâu nữa? Nãy còn bỏ Bi nhiều lắm mà. Còn nữa hả? Rồi, tiếp tục. Kẹt nữa hả? Lấy tay đẩy nó. Nó thì bên này, nó thì bên này. Ok. Rồi còn đâu nữa không? Còn nhiêu ở đây nè. Ừ. Còn nữa hả? It's ok, hết rồi đó, hết kẹt rồi đó. Không wow. Kẹt. Ừ rồi, bây giờ tới đâu nữa không? À, ở trên đây nữa ha. Ở đâu nữa? Ở đây nè, còn nhiêu đủ. Không có đủ. Không nhiều đủ đâu. Wow. Cho thử chạy cái vòng bên đây coi. Cái vòng này. Cái này mẹ bấm cái nha. It's Chloe đi. Chloe sẽ mất sự show mà. À vậy hả? Rồi thì con bấm đi. Ông Chloe đứng bên đó đi con. Thọt cái tay vô không bấm được nè. Dưới đây nè. Đó thọt tay vô bấm. Được mà. Làm gì vậy? Làm cái máy xịt mà. Đúng rồi, thì đó làm đi. Ok, rồi máy xịt đâu? Wow, máy xịt đó hả? Đâu làm lại máy xịt coi. Máy xịt là ảo thuật đúng không? Coi Chloe ảo thuật. Có thấy ảo thuật gì đâu trời. À. À. Okay. Nó đâu nói gì? You want to see a magic? Yes. Okay. Hỏi mẹ là có muốn coi ảo thuật không hả? Ok, ảo thuật là vậy hả? Chơi mấy cái diễn viên thì được gọi là ảo thuật á. Mấy này dễ ợt ai không biết trời. Chloe mà làm ảo thuật kiểu này là ai cũng làm ảo thuật được nha. Ê, ảo thuật dở ẹt. Gớp Bi rồi. You want to see a magic again? Hả? You want to see a magic again? Ok. Nó hỏi là cô muốn xem ảo thuật nữa không? Ảo thuật gì đâu dở ẹt. Đi qua bên kia con bỏ đi, con đứng không bỏ mày không có thấy.
vậy? À, thấy không? Gì trời? Tụi mày đánh gì vậy? Hả? Kiếm gì vậy? Không, mình sửa cái này nè. À, không có vào. Rồi đâu. Ok. Rồi, sửa xong rồi phải không? Rồi, nó bị kẹt trong dưới đó rồi kìa. Hả? Wait. Đó. Đâu? Cái gì bị đó nè. Thấy không? Đó. Đó. Rồi, giờ thọc cái tay vô. Để đẩy nó một cái đi. Ừ. Ui. Trời ơi, tràn vàng, trời thấy đó luôn. Rồi, nó còn mấy viên bi vẫn còn kẹt kìa. Đúng rồi. À, nó chạy xuống cái đó rồi đúng không? Wow, xuống cái quặng. Vẫn tiếp tục miệt mài chơi. Cái này vui không vậy? Ui, gái ơi gái. Có. Có hả? Trời, trả lời móng nhìn mẹ luôn. Đánh gì đi một vòng chơi. Chưa không? Cái này được gọi là cái gì? Marble run. Marble run. Ok. Ui, đứng cái này mẹ không có thấy á. Qua bên kia đứng hay không? Rồi, vẫn tiếp tục để tiếp. Đây là cái bộ phức tạp nhất luôn nha mọi người. Oh man. Hồi nãy là cái mã của nó là 6588 hay gì đó. Ok, need one more. Ok. Cái bộ này là mua ở hình như Crescent Mall hay sao á. Cái giá thì Phương sẽ để trong cái phần description nha mọi người, ở trong cái trên cái trang YouTube của Chloe's Entertainment Channel á. Mọi người vô trong đó đọc cái phần description thì trong đó sẽ có cái phần giá, giá của sản phẩm. Mọi người nhớ đăng ký kênh Chloe's Entertainment Channel để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào, video review đồ chơi mới nào của Chloe nha mọi người. Ui, ui, làm gì vậy? Tiếp tục nữa hả? Tiếp tục. Cái bộ này là 1 triệu tư hay 1 triệu 6 gì đó. Cái phần khó nhất đó là không phải là cái phần chơi, mà là cái phần xếp thành cái bộ này nè, xếp thành cái hình vậy nè. Ok. Đó, cái này được gọi là marble run. Là mấy cái viên bi nó chạy ở trong mấy cái đường ống nè. Này là chỉ có người lớn thì, hoặc là mấy bé lớn lớn chút thì mới có thể chơi cái này được, mới ráp cái này được. Tại vì cũng đòi hỏi cái sự suy nghĩ nhiều đó. Với lại cái cách mình gắn nó cũng khá là phức tạp. Mọi người cũng có thể thấy nè, nó phức tạp. Nó chồng chéo giữa thanh này với thanh kia nhiều, cho nên là mình phải suy nghĩ nhiều thì mới ráp được, chứ lại phải dựa theo cái giấy hướng dẫn. Trời, phải mất tới mấy tiếng mới ráp xong cái bộ này. Ok. Tiếp tục đi. Bà bỏ cho một đống luôn kìa. Mắc kẹt một đám ở trong kia luôn rồi kìa. Đám đó. Kẹt. Đám bi nó mắc kẹt ở trong kia luôn rồi kìa. Mày không biết sao. Cái gì
mắc kẹt hả? Đó, còn giúp nó đi. Biết sửa không? Biết sửa. Good, that's good. Sửa rồi. Đúng rồi, ok, hay quá vậy. Good, that's good. Very good, very good. Đó, bỏ quá trời, con chạy rồi. Thấy hồi, thấy thương. Rồi, rồi, bây giờ nãy giờ chơi vui không? Có. Thấy vui hả? Rồi, hồi nãy giờ chơi vậy là xong rồi đó. Thôi bây giờ Chloe chào các bạn đi. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn thứ tư tuần sau. Thứ tuần sau, hẹn gặp lại. Ủa, có nói ngược không? Người ta nói là hẹn gặp lại các bạn thứ tư tuần sau. Còn bả là thứ tư tuần sau hẹn gặp lại. Cái gì trời? Ok, rồi cái đồ chơi nhỏ, cái đồ marble này á, thì hồi nãy Chloe nói với mẹ là có thể build một cái nhỏ hơn đúng không? Không, small marble đúng không? Làm gì mặt buồn là trời. Chào các bạn, cái là cái mặt buồn vậy đó hả? Không, tôi coi mặt coi. Trời ơi, coi kìa, mặt xấu quá. Hết rồi. Ghê quá, ok. Ok, bye bye các bạn đi con. Bye bye các bạn. Ok. Love you đi. Love you. Trái tim đâu? Gửi trái tim cho các bạn đi. Yeah. Ok. Kissing.